Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ký ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Mục đích của cuộc thi là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, người dân, tạo sự lan tỏa, đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, có năng lực kiến tạo, phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 17 và nghị quyết số 14 ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên đang công tác tại các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh. Khuyến khích người nước ngoài quan tâm tham gia cuộc thi. Về hình thức thi, thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, địa chỉ tuyengiao.hagiang.gov.vn. Mục thi tìm hiểu cải cách hành chính hoặc truy cập trực tiếp vào phần mềm thi tại địa chỉ trắc nghiệm.hagiang.gov.vn. Dự kiến, cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ được phát động vào đầu tháng 9 và tổng kết trao giải trong tháng 10 năm 2023. Liên quan đến công tác chuyển đổi số, thực hiện mục tiêu phát triển, từng bước hiện đại hóa hệ thống kho bạc nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, tiến tới kho bạc số, những năm gần đây, hệ thống kho bạc nhà nước Hà Giang đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, số hóa các giao dịch thu chi ngân sách. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên môi trường số, góp phần làm giảm thời gian, áp lực trong xử lý chứng từ thanh toán trong hoạt động của ngành. Để thực hiện hiệu quả chương trình thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước qua hệ thống, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương về việc ban hành quy trình thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ, tăng cường tuyên truyền đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước về lợi ích của chương trình thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ, cung cấp tài liệu, hướng dẫn về quy trình thực hiện đăng ký hồ sơ ủy quyền cho Kho bạc Nhà nước thanh toán các khoản chi dịch vụ tại cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước. Đến hết tháng 7 năm 2023, toàn tỉnh có hơn 30 đơn vị sử dụng ngân sách khối tỉnh và hơn 350 đơn vị sử dụng ngân sách khối huyện triển khai thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông qua Kho bạc Nhà nước. Phấn đấu đến hết năm 2023, 100% đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ, tạo tiền đề để đến năm 2030 hình thành kho bạc số. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh trong toàn huyện với hình thức trực tuyến với 78 điểm cầu tại các trường học trên địa bàn huyện Bắc Quang. Nội dung bồi dưỡng về những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ 6, kết quả hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Học tập quán triệt, làm sâu sắc thêm nội dung chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Cùng với đó, các đại biểu sẽ được thông tin thời sự, tình hình chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho đội ngũ viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh đã trở thành hoạt động thường niên mang tính lý luận thực tiễn rất quan trọng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, chuẩn bị tốt nhất về tư tưởng và tâm thế cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bước vào năm học mới. Ngày 12 tháng 8, Công an tỉnh tổ chức lễ khánh thành công trình thắp sáng đường quê giữ gìn an ninh trật tự tại xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê. Đây là công trình do Công an tỉnh vận động kêu gọi và được Công ty Cổ phần TTP Phú Yên tài trợ với số tiền 70 triệu đồng để lắp đặt 5 cột đèn năng lượng mặt trời chạy dọc theo tuyến đường hơn 1 km tại trung tâm thôn Phiêng Đáy, xã Phiêng Luông. Đây là khu vực đông dân cư, diễn ra nhiều hoạt động thương mại, giao thông. Bên cạnh đó, cũng lắp đặt 5 điểm gắn camera an ninh phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại 3 thôn bản và khu vực trung tâm xã Phiêng Luông. Công trình thắp sáng đường quê hoàn thành đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng,
không chỉ hỗ trợ việc đi lại thuận tiện mà còn đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân và phương tiện lưu thông. Đối với hệ thống camera an ninh sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật khác, đóng góp tích cực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê ngày càng phát triển. Ngày 11 tháng 8, huyện đoàn Đồng Văn đã tổ chức hội thi Bí thư chi đoàn cơ sở giỏi năm 2023 với sự tham gia của 29 thí sinh đến từ các chi đoàn cơ sở cùng đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đến tham gia cổ vũ. Tại hội thi, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi gồm thi chào hỏi, thi kiến thức và thi hùng biện. Với sự chuẩn bị chu đáo và từ thực tiễn tổ chức các hoạt động đoàn, các thí sinh đã thể hiện tốt kiến thức và sự hiểu biết của mình, hoàn thành các phần thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đoàn hiện nay. Thông qua hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng nhận thức nghiệp vụ chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ bí thư chi đoàn cơ sở toàn huyện. Qua đó rèn luyện, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các nhân tố xuất sắc, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ chi đoàn trong toàn huyện được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đây cũng là dịp để đội ngũ bí thư chi đoàn thể hiện kỹ năng nghiệp vụ, phát huy tính chủ động sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Xác định nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác là chìa khóa cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất đang là một hướng đi hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Một trong những hộ chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả cao của xã Phong Quang là anh Vũ Văn Chính. Gia đình anh Chính có 2 hectare núi đá trồng ngô cho năng suất thấp. Năm 2015, gia đình chuyển đổi sang trồng cây na. Với giá bán từ 30 đến 90 nghìn đồng 1 kg, ước tính năm 2023, gia đình anh thu về hơn 200 triệu đồng. Đưa cây na về trồng thử và sau 3 năm trồng thử thì cũng đã có kết quả và cho thu nhập. Sau đó thì gia đình cũng đã mạnh dạn chuyển toàn bộ 2 ha trồng ngô đất núi đá sang trồng toàn bộ diện tích na và hiện tại gia đình đang có 1.600 gốc thì cũng đã cho thu hoạch trên 1.400 gốc và hàng năm cũng cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Còn đối với gia đình ông Vũ Văn Thăng, với 1.200 m2 đất khô hạn quanh nhà trước đây chỉ trồng rau ngô, năm 2020 được chính quyền xã xuống tuyên truyền và tham gia lớp tập huấn, ông Thăng đã đầu tư 25 triệu để cải tạo đất và trồng cây thanh long ruột đỏ có giá bán ổn định, năng suất cao nên cuộc sống gia đình khá giả hơn. Năm thứ 3 thì bây giờ đã thu lại đã đủ tiền vốn để vốn tiền cọc có tiền dư rồi. Cái thanh long này chăm sóc cũng vất vả vì là lúc nào cũng phải vón phân mới có quả mới đẹp được, thu nhập hơn các cái loại khác. Từ thế mạnh về trồng trọt với hơn 320 hectare đất nông nghiệp, thời gian qua xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên đã chuyển đổi diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, toàn xã có 113 hectare trồng các loại cây ăn quả như na, thanh long, dứa, dưa hấu. Nhờ đó, nhiều hộ dân của xã đã thoát nghèo, thu nhập bình quân đầu người của xã là 39 triệu đồng một năm. Hộ khá giàu chiếm 21%, hộ nghèo giảm còn 18%. Thời gian tới thì xã sẽ tiếp tục tuyên truyền nhân dân, tiếp tục mở rộng các cái mô hình hiện có và xã sẽ hỗ trợ các hộ gia đình trong cái việc liên kết bao tiêu các sản phẩm như liên kết với các cái doanh nghiệp hợp tác xã hiện có trên địa bàn để trong quá trình nhân dân tạo ra được cái sản phẩm và có cái nguồn ra ổn định. Hiệu quả thực tế từ các mô hình chuyển đổi cây trồng ở xã Phong Quang đã khẳng định được vai trò của chính quyền địa phương trong việc định hướng, thay đổi tư duy của người dân theo hướng lựa chọn cây trồng phù hợp, từ đó tăng năng suất, chất lượng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Trong những năm qua, những nông dân tiêu biểu có cách làm sáng tạo trong sản xuất kinh tế tại Bắc Mê đã chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần đưa nền kinh tế huyện Bắc Mê ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều mô hình và cách làm giàu hiệu quả cho người dân. Huyện Bắc Mê hiện có hơn 10.000 hộ sản xuất nông nghiệp, trong đó có 64% là hội viên hội nông dân. Với mục tiêu vận động nông dân toàn huyện phát huy tiềm năng, thế mạnh về lao động, nội lực, đất đai, đẩy mạnh lao động sản xuất, tăng thu nhập. Các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua, vận động hộ khá giàu, sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gặp khó khăn. Nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, Hội Nông dân huyện Bắc Mê vận động giúp đỡ trên 657 hộ nghèo khó khăn về vốn, kinh nghiệm và giúp 1.400 hộ thoát nghèo.
vận động quyên góp được trên 500 triệu đồng để giúp đỡ về con giống, thành lập 9 tổ hội nghề nghiệp với gần 100 hội viên tham gia, có 661 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ những việc làm thiết thực đã giúp cho nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Đồng thời, toàn huyện mỗi năm giảm trên 600 hộ nghèo và đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần to lớn vào phát triển kinh tế xã hội của huyện. Xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê là một xã diện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, với tiềm năng du lịch, khám phá, trải nghiệm lòng hồ thủy điện kết hợp với phát triển nuôi cá lồng đã mở ra những hướng đi thích hợp để đánh thức lợi thế của vùng đất này. Là một du khách lần đầu được khám phá, trải nghiệm lòng hồ thủy điện Tiên Quang từ thượng nguồn xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê, anh Phạm Tùng Lâm, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang cảm thấy rất phấn khích và ngỡ ngàng của cảnh đẹp nơi đây. Theo anh Phạm Tùng Lâm, xã Thượng Tân có đầy đủ các điều kiện để phát triển du lịch lòng hồ kết hợp với nghỉ dưỡng. Đây là một nơi mà cảnh vật thiên nhiên và con người rất là hữu tình, ở trên bến dưới thuyền. Và gần như ở đây là một nơi mà chưa được khai thác. Có người ta vẫn nói nó giống như là một làng công chúa ngủ trong rừng. Với mới chỉ có người dân bản địa ở đây khai thác và rất ít những người dân địa phương khác đến đây. Và hôm nay tôi được trải nghiệm một chuyến du thuyền ở trên sông, dọc con sông trải nghiệm những cái ngọn thác. Phải nói là đó là những cái ngọn thác tuyệt vời. Hiện nay, cấp ủy chính quyền xã Thượng Tân đã vận động người dân thành lập các tổ hợp tác xã nuôi cá lồng, kết hợp tổ chức dịch vụ đưa đón khách đi du lịch khám phá lòng hồ. Trong đó, hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp và tổng hợp Trung Hiếu với 30 xã viên đang nuôi trên 50 lồng cá và kết hợp làm dịch vụ du lịch trên lòng hồ thủy điện đang hoạt động rất hiệu quả. Cái điểm du lịch của Thượng Tân, của Bắc Mê, Nà Hang đấy, nó thường thường người ta hay ví là như Hạ Long, Vịnh Hạ Long trên cạn ấy. Thì có nghĩa là ở Thượng Tân thì có cái thuyền du lịch, có hàng ngày có khách đi và đến ấy. Có nghĩa là rất là mọi người rất là mến ở Thượng Tân này, bởi vì nó cảnh nó quá đẹp. Đấy, đi trong cái lòng hồ trong Thượng Tân này thì có nghĩa là đi mỗi một chuyến đi là cứ từ đây đến Nà Hang xong quay về, sáng đi chiều về. Đấy, có nghĩa là mọi du khách sẽ được tham quan những cái cảnh đẹp của lòng hồ. Để thúc đẩy phát triển du lịch và mô hình nuôi trồng thủy sản, xã Thượng Tân đang thúc đẩy công tác quảng bá du lịch, mời gọi những nhà đầu tư đến với Thượng Tân với mong muốn tận dụng những lợi thế của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Du lịch camping ấy, thì ở đây xã Thượng Tân là rất là phù hợp với cái du lịch sinh thái như vậy, vì nó không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, nó mang lại lợi ích và lợi nhuận cho tất cả nhân dân xã Thượng Tân và huyện Bắc Mê nói chung. Nói chung là nếu như nói về tiềm năng đối với xã Thượng Tân thì đối với du lịch lòng hồ thì rất là thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với việc kêu gọi xúc tiến đầu tư cho phát triển du lịch tại xã Thượng Tân, hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, đánh giá tiềm năng cụ thể, lợi thế của vùng đất này và chính quyền huyện Bắc Mê sẵn sàng tạo mọi cơ chế chính sách thông thoáng để các nhà đầu tư thực hiện các dự án du lịch ở Thượng Tân trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Hà Giang. Cuối bản tin là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 13 tháng 8, khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực vùng núi thấp có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, độ ẩm trung bình 85%.
Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.